Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Huề, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp để quay về thăm Bùi Hồ với lại Phong, cùng quay về lại thăm lại ông Hai Sinh mà ngư dân làm nghề đánh bắt trên sông Dòng Nao mấy chục năm nay. Ông Hai khỏe không? Ông Hai làm gì đó? Thích vợ chứ xuồng. Ông Hai biết này ai không? Tôi hả? Ông Hai hay hay con với lại hay Phong chụp không? Dạ. Hôm nay Phong tặng ông Hai nè. Dạ. Làm kỷ niệm tụi con đi chung xuồng với ông Hai. Rồi, dạ. Còn đây là cái sẵn đây luôn, con gửi cho ông Hai 500 ngàn. Dạ. Tiền này là tiền của cô Tư Việt Kiều Mỹ gửi cho ông Hai. Nãy giờ ông Hai đang làm gì ngồi kia? Đang lắp vò xuồng. Lắp vò xuồng hả? Thôi ra xuồng chơi. Ra xuồng chơi ấy. Dạ. Đây, con cầm, đây con cầm cho tay dính ấy rồi, tay dính dù chay. Lớn tuổi không? 80 tuổi không? Ờ. 80. 80 mà vẫn còn khỏe nè mọi người. Cái này là chuẩn bị xuống nước đó phải không? Dạ. Khi nào xuống xuồng không hay? Chắc 3 ông bữa nữa mới. Ở xuồng ông Hai đâu? Dạ. Ở xuồng này nó bị hôm trước là nói cái tình trạng mục nát đó phải không? Rồi tôi thay bẩn rồi lại. Ông Hai qua đó làm đi thì con cứ đi, con với Phong đi qua được. À, bước qua đó làm đi. Con đi đường này nhá. Bước lên xuồng này được không Hai? À, ông Hai làm cho mình hay là làm mướn? Mệt lắm không ngay? Cái này là trét dầu hả? Khi nào thì ông mới ấy dầu chay vô? Dầu thì nó khô mình đẩy xuống đi. Nó bao nhiêu tuổi rồi ông Hai, xuồng này nè? Cũng lâu lắm rồi. Hôm trước hai anh em có đi theo ông Hai thì lúc đó đang ngồi sau nó bị bể luôn cái dầm đúng không anh? Bể luôn cái miếng dạt. Ở cái dạt. Rồi ông Hai sửa cái dạt đó chưa? Sửa đầu hết trơn rồi. Tự làm hay là thuê? Tự mình làm chứ. Hôm nay cá mắm nó ổn không? Ừ. Có cá không ông Hai? Cái gì? Hôm nay đi bắt cá. Không, không gầy, ông có giăng lưới chưa ông Hai? Nghỉ hôm đó nay hồi đó tới giờ đó mình nghỉ luôn, mình vô nghỉ luôn á. À, khi nào mình 2-3 ngày nữa là ông Hai xuống xuồng chuẩn bị đánh bắt hả? Chưa nữa, bị cỡ này nước ở cỡ đổ xuống quá mạnh rồi. Thả cũng không có dính. Rồi khi nào ông Hai mới đánh bắt, khoảng tháng mấy? Cả tháng 9 sắp lên. Tháng 9 âm lịch mình ha. Ừ. Là còn khoảng 1 tháng nữa. Ừ. Hôm trước ông Hai nói với tụi con là ông Hai nghỉ đánh bắt ban đêm, còn đánh bắt ban ngày không hả? Ừ. Làm ban ngày không mà ban đêm mình không thấy đường. Tám mươi tuổi là cái tuổi về hưu rồi, bây giờ làm lụm cụm con mình một. Gặp tụi con lại ông Hai nhớ không? Nhớ sao không? Ông Hai chưa biết bạn bên đây tên gì phải không? Dạ. Bạn áo đỏ bên đây đội nón bên đây là bạn Phong Bụi. Ừ. Con là Bùi Hồ. Ừ. Làm này là khoảng mất mấy ngày công ông Hai? Làm này chuyện lát với đầu với gì làm mau tị. Rồi tính có nghỉ ngơi chứ sao mà còn sơn còn đi làm nữa, sức đâu làm nổi. Cũng ráng đi sao. Từ đó giờ không đi văn lưới rồi tiền đâu mà sống ông Hai? Thì cũng là sống một hoạch ngày. Mấy ngày nay thì ông Hai làm gì ở trên bờ? Có làm mẹ gì đâu. Rồi làm sao ông Hai có tiền sinh sống? Thì cũng mấy nhỏ nó gửi tiền. À, có con nó làm ở công ty nó gửi về thêm ha. Ừ. À. Tay rung hết rồi không?
Chừng nào mà xuống xuồng ông hai cho con hay với nha, con với Phong đi theo ông một chuyến. Cái xuống xuồng rồi là cỡ đó cá dữ lắm. Là khi nào mà nước nó giật nó mới có, ông hai mới dám ra. Nước giật mới ra ấy. Tại vì chạy lưới nhỏ mà. Hôm trước thì có đi với ông hai nhưng mà đứng ngồi nó chịu một hồi á, cái chiếc xuồng nó trôi xuống từ bến đò Tân Hưng mà gần xuống bến đò Mương Ba Cả luôn á. Nước khá là xiết. Con cảm ơn ông hai nhiều nha. Dạ. Rồi con chúc ông hai sức khỏe nha ông hai nha. Dạ. Chào ông hai. Dạ.